Và đây là món grasshopper. Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Chicken Journal. Mình là Jack. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món cocktail rất là quen thuộc. Mình nghĩ là rất là nhiều bạn mong chờ cái món cocktail này. Món cocktail này mang tên là grasshopper. Và món này được tạo ra vào năm 1918 ở một cuộc thi về cocktail ở thành phố New York. Và tác giả của món cocktail này tên là Philip Gouchet. Và ông với món cocktail này thì ông đã đạt được giải hai. Và về sau thì khi mà ông mang món cocktail này về cái vùng New Orleans của ông thì nó đã rất là nổi tiếng. Và thời kỳ đỉnh điểm của món cocktail này là từ khoảng những năm 1960 cho đến những năm 1980. Ok, và mình sẽ bắt đầu pha thôi. Món này cực kỳ đơn giản thôi các bạn. Nhớ nhấn like, share và subscribe nhé. Rồi, và về thành phần của món này thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên là một chai rượu mùi cream de cacao, rượu mùi cacao, mà nó phải là màu trắng nha, tại vì nó có hai phiên bản, là một là phiên bản màu nâu và phiên bản hai là phiên bản màu trắng. Tiếp theo là cream de peppermint, cream de menta hoặc là cream de peppermint, thì đây là rượu mùi bạc hà và nó sẽ có hai phiên bản luôn, một là màu xanh lá giống vậy và hai là màu trong giống như là cream de cacao này, nhưng mà mình sẽ xài phiên bản màu xanh lá. Và bởi vì nó là grasshopper mà nó là con châu chấu cho nên là cái màu của nó phải màu xanh lá, đúng không? Và thành phần cuối cùng nó sẽ là một ít whipping cream, heavy cream. Ok, bắt đầu pha thôi các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ ướp ly và ướp sét nha. Qua một bên rồi sau đó nếu mà mình xài shake này thì mình cũng không cần ướp. Rồi đầu tiên mình sẽ cho vào đây là lần lượt 30ml của mỗi thành phần. Đầu tiên là 30ml của peppermint. Rồi. Món này rất là đơn giản, nó chỉ là 30 equal part thôi, tất cả thành phần đều bằng nhau. 30ml của cream de cacao. Thật ra là món này hiện tại thì nó không còn nổi tiếng như là thời kỳ trước nữa. Cái thời kỳ mà khoảng vài năm trước, khoảng 5 năm trước á, thì món grasshopper này khá là nổi tiếng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng ít người order cái món này rồi. Rồi. Sau đó là tiếp theo là 30ml của heavy cream. Cái mùi rất là thơm, rất là đơn giản và dễ uống luôn. Mùi rất là thơm, không biết lâu cái này. Rồi, sau đó thì mình sẽ bỏ đá vào và lắc lên thôi. Rồi, lắc lên thôi. Sẽ lắc thêm một xíu nữa ha, tại vì nó thành phần nó có whipping cream cho nên mình sẽ cần lắc kỹ một xíu. Và mình sẽ double strain cho trong ly nha các bạn. Cái màu rất là xinh luôn. Rồi. Đẹp. Và sau đó thì mình sẽ garnish. Các bạn có thể garnish với một xíu bột cacao cũng được, hoặc là các bạn garnish với một cái lá mint. Rồi. Cái lá này thì hơi yếu ha. Nếu mà cái lá cứng cứng hơn một xíu thì các bạn dựng đứng nó lên sẽ rất là đẹp. Rồi.
Và đây là một grasshopper. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử nó nhé bạn. Trời ơi, trang trí kiểu này nhìn sang quá ha. Có một cái lá vô nhìn sang, với lại nó có tạo một cái lớp foam mỏng mỏng. Nhìn rất là đẹp, xinh. Ok, mình sẽ uống thử nha. Quá là dễ uống luôn. Nó giống như kẹo gì á ta. Nó giống như một cái kẹo kẹo gì mà ở ngoài mà nó mùi bạc hà, xong rồi ăn vô tới trong là nó sẽ có cái một xíu sô cô la. Nhưng mình quên mất cái kẹo đó rồi. Y chang luôn, và nó có cái vị béo nữa, rất là ngon luôn. Món này thì đơn giản rồi ha. Nhưng mà kiểu cái mùi của bạc hà lúc nào đi chung với lại cái mùi của cacao rất là thơm luôn. Cho nên là những bạn nào mà sáng chế cocktail á thì mình có thể lưu ý cái này. Thay vì là bạc hà ở trong này thì mình có thể thay vì xài cream de menthe, rượu mùi bạc hà, thì các bạn có thể xài những cái chai Amaro, những cái chai Finet Blanker, là những cái chai có mùi bạc hà rất là thơm và đi với lại mùi cacao. Hoặc là ví dụ như các bạn kiếm một cái món một cái chai rượu rum nào đó mà có mùi đặc trưng nhiều của sô cô la, các bạn kết hợp với lại Finet Blanker thì bản thân các bạn cũng sẽ tạo ra một cái món signature cocktail rất là dễ ha các bạn. Và đây là món grasshopper, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến bây giờ. Rất là ngon nha, béo và có mùi bạc hà, mùi sô cô la rất là thơm. Nhớ nhấn like, share và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi chuỗi video của mình đang làm nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Những bạn nào muốn mua rượu thì nhấn vào link ở dưới phần description, và nhớ tham gia vào group uống có trách nhiệm ở trên Facebook để trao đổi nhiều hơn về những cái kiến thức về pha chế cocktail, và những cái câu hỏi các bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào về pha chế cũng được, và mình sẽ là người trực tiếp trả lời những cái câu hỏi đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.